ăn cũng được lắm. Dì Sáu, dì đang lỡ tay, chờ dì một chút con. Xong rồi nè chị. Đây chị, đây nè, tiền nè. Ừ. Tôi đi nghe. Dạ. Ừ. Cái cậu này, cậu làm gì vậy? Bà làm vậy vào làm đúng không? Cậu làm gì vậy? Tôi đâu có biết gì đâu. Tôi... Bà bắt đứa nhỏ đi đâu? Bà giấu đứa nhỏ đâu? Đứa nhỏ nào tôi đâu có biết gì đâu. Bà đừng có sao nữa. Bà giấu đứa nhỏ đâu? Cậu tha cho tôi đi cậu. Tôi cũng vì ham tiền đi nghe lời cái cô kia bắt thôi chứ tôi không biết chuyện gì đâu cậu ơi. Cậu tha cho tôi, đừng bắt tôi nghe cậu. Ai kêu bà bắt? Bà giấu ở đâu? Bà nói mau. Tôi đưa bà lên công an bây giờ. Người ta cho tiền tôi thì tôi làm tôi hại chứ tôi không biết. Nhưng mà bây giờ cậu thả tôi ra đi. Tôi đưa đứa nhỏ lại cho cậu. Có phải cái cô dày gầm, mắt to, dáng người cao cao, tóc dài phải không? Đúng, đúng rồi. Vậy bà giấu đứa nhỏ ở đâu? Bà khai mau. Tôi đưa bà lên công an bây giờ. Thôi đừng đưa lên. Bà giấu ở đâu? Tôi đem lại liền. Bây giờ cậu thả tôi ra đi, tôi đem lại liền. Bà giấu đứa nhỏ ở đâu? Bớt người ta cứu tôi. Cứu tôi giùm. Cái thằng này nó ăn hiếp tôi nè. Anh làm gì vậy? Bà giấu đứa nhỏ ở đâu? Làm gì vậy? Mấy người làm gì vậy? Hả? Anh làm gì vậy? Người ta là đàn bà phụ nữ, anh làm gì vậy? Anh không biết mang nhục hả? Việc này không phải là việc của mấy anh. Tránh ra đi. Thôi đi mày. Bà Bảy, bà Bảy, bà đứng lại mau. Bà Bảy, bà Bảy. Trời đất ơi, cái máy gì mà cứ trục trặc hoài. Tuổi này biểu sữa mà không sữa nữa. Bực ghê không? Bảy, nấu cái gì ăn rồi dọn ra coi. Dạ. Dạ. Dạ, hủ tiếu con nấu xong rồi. Cô ăn thì cô xuống chan nước đi. Con còn phải cho em bé uống sữa nữa. Ừ. Nhỏ này láo. Má coi nó kìa. Trời đất ơi, hủ tiếu nó để sẵn rồi, chan nước lèo vô ăn chứ có gì đâu. Nó còn phải lo cho thằng nhỏ nữa. Sữa xong chưa? Dạ rồi. Đem lên cho thằng Minh đi. Dạ. Má cưng thằng nhỏ vừa phải thôi chứ. Bây giờ con Bảy phục vụ cho có mình nó à? Còn có Bích nữa chi? Mày đừng có làm biến quá thì so bì với cháu tao. Thằng Minh nó ốm yếu bệnh hoạn, nó phải bú sữa mẹ mới tốt. Con Bích nó phải tranh thủ nghỉ ngơi nhiều mới có sữa cho em bé. Mấy bữa nay nó toàn bú sữa bột kèm không thấy không? Chưa kể là má con Bích mới vừa đưa về nữa, nó phải chạy qua chạy lại lo cho bả. Trời ơi, bả về rồi đó hả má? Nghe đâu bác sĩ chê rồi. Bả cũng muốn về nhà, cho nên người ta cũng đồng ý cho bả về luôn. Thiệt tình. Ngay từ đầu để ở nhà đi, khỏi tốn tiền. Thằng Quỷ Thành tài lanh, đòi trả tiền viện phí. Má có bực không? Thằng Thành nó muốn vậy thì để cho nó lo đi. Tiền bả có đáng bao nhiêu so với nhà mình. Mà mình còn được tiếng thơm lây nữa à? Má, vậy má đi coi ngày cưới cho con đi. Chứ rủi bả chết ngay cái ngày đám cưới của con là xong luôn á. Vậy chiều chở mới đi nha. Dạ. Má. Con. Chị hai. Má con sao rồi con? Dạ má con bây giờ mệt dữ lắm rồi má. Để chiều con Thảo chở má đi coi ngày xong rồi má ghé thăm chị Xui luôn. Dạ. Chị hai, chị quyết định cưới anh Bình rồi hả? Tụi chị cũng tìm hiểu mấy tháng nay rồi. Trước sau gì cũng cưới cho nhanh đi. Chị có suy nghĩ kỹ chưa đó? Hay là để thời gian nữa đi chị? Trời đất ơi, chị thương ảnh, ảnh cũng thương chị, thì có gì đâu. Em chỉ sợ anh Bình lại giống anh Phú thôi. Em nói vậy là sao? Là làm sao? Em nghe đồn là anh Bình có qua lại với cô gái nào đó. Cái gì? Thiệt không con? Dạ thiệt. Nên là con sợ chị hai bị gạt đó má. À chị hai, hay bây giờ em với chị qua bệnh đối chất coi ảnh nói làm sao? Đúng rồi đó. Đi đi, đi mau đi con. Để không thôi thêm thằng Phú thứ hai thì khổ quá. Đi. Đợi chị thay đồ cái đã. Trời đất ơi, cái thằng đó coi cũng khờ khờ. Nói cái gì nó cũng vậy mà sao nó ghê gớm dữ vậy con? Bởi vì người ta mới nói lù khù dắt cái lu chạy đó má. Đúng rồi. Tôi nói cho anh biết nè, cái tiệm này á sắp sửa là tôi sang bằng nó luôn, xây mới lại, lớn hơn tiệm này gấp mấy lần luôn. Ngon quá hả? Bộ ông cua được con nhỏ Thảo đó rồi hả? Tất nhiên rồi, cưới xong là tôi qua nhà đó tôi ở rể luôn đó. Nhưng mà tôi nghe nói á, con nhỏ đó nó dữ lắm, lại còn có một đời chồng nữa. Đúng rồi. Con nhỏ đó nó dữ lắm, trời, nó đánh tôi quá trời luôn á. Nhưng quan trọng nó có tiền. Tôi mà vô được nhà nó đó là coi như cả đời tôi khỏi phải lo chuyện tiền bạc. Anh thấy tôi nói đúng không? Đó. Cũng đúng ha. Trời ơi, mà giờ nó thương tôi lắm ông ơi. Tôi là tiền bạc nó lo hết cho tôi luôn á. Ủa em Bích mới tới chơi hay em? Chơi cái gì mà chơi? Anh nói đi, có phải anh đang quen người khác bắt cá hai tay đúng không? Đâu có đâu, anh làm gì có bắt cá hai tay. Anh làm gì quen với ai? Em đừng có nghe ai nói bậy nha. Nhiều khi á, người ta muốn phá mình đó. Chính con Bích nghe người ta nói kìa. Bích, nói đi em. Ai nói? Em kêu họ tới đi, anh đối chứng với người ta. Em đi chợ, tự nhiên có cái chú kia lại nói với em là anh đang quen con gái của chú. Anh gạt chị Thảo. Có không? Anh không có đâu. Nó đủ quan cho anh đó. Anh không có đâu mà. Vậy trời. Anh đúng là cái đồ sở khanh. Anh nói với tôi bà Thảo hung dữ vậy, bạn quen bà hả? Nhỏ điên này, mày nói tầm bậy gì vậy? Cái thằng khốn nạn kia. Mày quen con gái tao, bắt cá hai tay, quen thêm con mũ chằn này nữa, mày chết với tao. Anh đâu quen ai đâu Thảo. Anh đừng lẹo lưỡi nữa đi mà Thảo. Chuyện đó rành rành như vậy mà anh còn chối nữa hả? Thảo không có đâu mà tin anh. Không bị mù đâu. Điên khốn nạn. Cầm tao bắt. Bắt cá hai tay hả? Không có. Cái đồ bắt cá hai tay đáng đời. Đánh chết nó đi cô Thảo. Đánh cho chết luôn đi. Cái thằng này nó lừa gạt cô với con gái tôi. Chị không có đâu mà Thảo. Bỏ đi, Thảo đánh ơi, nó giờ tao mày thôi. Thảo mày ơi, nghe anh. Mấy cái thứ tao mua cho mày, mày trả liền cho tao. Không thôi tao kêu giang hồ xử đẹp mày nha mày. Nghe cho mày. Thảo ơi, tin anh đi mà. Anh không có bắt cá hai tay mà Thảo. Anh đã lộ mặt ra rồi. Anh đừng có đi theo chị tôi nữa. Nếu không gia đình tôi không có tha cho anh đâu. Nghe chưa? Anh nhớ đó. Đừng có kiếm tôi nữa nghe chưa? Mình về ba. Trời, con nhỏ điên, ông khùng này. Tự nhiên tới phá người ta. Tại mày bắt cá hai tay chứ phá gì? Thảo ơi nghe anh. Biết. Thảo, tránh ra ông già này. Làm gì vậy? Con khùng này nữa. Thôi, lỡ rồi. Giờ ông tính sao? Sao gì nữa? Bình bánh bao vẫn là bình bánh bao thôi. Má dậy chưa? Nãy má dậy ăn miếng cháo rồi ngủ tiếp rồi hai. Em đang cắt cam nè, chút má dậy má ăn. Chị có mua lương cho má nè. Một chút nữa em làm rồi nấu cháo má ăn nha. Dạ. Bây giờ mình cũng không làm gì được nữa. Chỉ mong mấy tháng cuối cùng má được vui vẻ. Em đừng có buồn vậy hoài, má lo đó. Em cũng biết. Nhưng mà em nghĩ tới lúc mà má đi rồi á, em không làm bộ vui được. Bích! Hả? Anh Tốt! Anh về hồi nào vậy? Cô đúng là cái thứ ác độc. Cô dám bắt cóc con của à? Đi với tôi lên công an, nhanh lên. Anh nói gì vậy anh Tốt? Anh đừng vu khống tôi nha. Vu tôi ra. Hai. Bà Bảy Dâu Lam đã thừa nhận với tôi rồi. Cô còn dám chối nữa hả? Chị Hai, phải vậy không chị? Chị không có làm, chị không có biết gì hết đó. Em đừng có tin nó. Bà Bảy Dâu Lam là ai? Hả? Tôi không có biết. Tự nhiên vô vu khống tôi vậy. Vì cô mà qua phải chết. Tôi không tha cho cô đâu. Đi với tôi nhanh lên. Anh buông ra coi. Chị Hai, anh không được vu khống tôi. Hai người làm cái gì vậy? Ra tới. Buông ra đi. Buông tôi ra. Dám chống hả? Anh buông ra. Thiệp không? Buông ra. Buông ra. Chị Hai. Buông ra ơi. Buông ra con. Chị Hai. Chị Hai có sao không? Chị Hai. Tránh ra. Chị Hai chạy đi. Dân. Dân ơi, em có sao không? Dân ơi, em có sao không? Dân ơi, anh xin lỗi mà. Dân ơi, báo người ta cứu em tôi với. Anh xin lỗi. Đồ giết người. Đồ giết người. Báo người ta. Dân ơi. Dân ơi. Dân. Đồ giết người. Báo người ta. Cứu em tôi với. Đồ giết người. Đồ giết người. Bớ người ta. Đồ giết người. Của em tôi với. Đồ giết người. Của em tôi với. Cuộc đồ giết người của em tôi với. Tỉnh lại đi Dân. Chị Hai xin lỗi em. Tỉnh rồi hả Dân? Cũng may là nó đâm em không trúng chỗ hiểm. Anh Tốt đâu rồi chị? Nó bị bắt lên công an rồi. Kỳ này chị phải cho nó đi tù cho nó biết mặt. Chị Hai, có phải chị bắt cóc con của chị Hoa không? Sao em đi tin mấy lời vu khống của thằng Tốt? Chị là chị của em. Sao em không tin chị mà lại đi tin nó? Nếu mà sự thật không phải như vậy, anh Tốt sẽ không có nóng nảy. Với lại đây không phải lần đầu hay là mấy chuyện như vậy. Em thấy thất vọng với Hai lắm. Chị nói là chị không có làm. Em đừng có nghe mấy lời bậy bạ của nó. Em tỉnh rồi hả Dân? Dạ. Chú Tư có chuyện muốn nói với em nè. Dạ. Cái này chỉ là sự cố thôi con. Thằng Tốt nó không có muốn hại con đâu. Con đừng có truy tố nó nghe. Công an nói chỉ cần con không truy tố nó thì nó có thể được thả ra. Suýt một chút nữa là con Dân đã bị mất mạng rồi. Vậy mà ông còn dám vác mặt tới đây để xin xỏ cho thằng côn đồ đó hả? Ông đi đi. Ông đi mau ra khỏi này đi. Cô có quyền gì mà lên tiếng ở đây? Cô mới đúng là lòng dạ ác độc. Hại chết con Hoa. Tôi chưa có tính sổ với cô. Người ở tù phải là cô mới đúng đó. Ông ăn nói bậy bạ gì ở đây vậy? Anh Thành, anh đừng có nghe ổng nói. Anh Tốt anh nói. Anh đã gặp được bà Bảy Dầu Lâm. Bà nói có một cô gái kêu bà bắt cóc con của Hoa. Và bà miêu tả cô gái đó rất giống em. Em đâu có làm. Em đâu có biết Hoa ở chỗ nào thì làm sao em kêu người bắt cóc con của Hoa được. Với lại lúc đó em ở trong bệnh viện với con suốt mà. Mày đừng có làm bộ. Đợi công an bắt được bà Bảy Dầu Lâm đi, thử coi mày còn chối nữa không. Nói vậy là công an chưa bắt được bà Bảy chứ gì. Biết đâu ông ghét tôi rồi ông vu khống cho tôi. Anh Thành, anh đừng có tin ổng. Mày nói tao vu khống hả? Mày hại con Hoa bao nhiêu lần rồi chứ đâu phải một lần đâu. Sẵn đây á, tao nói cho thằng Thành biết luôn. Trước đây á, nó còn cháo thuốc để hại con qua sảy thai. May là con qua nó không sao. Cái lần con qua nó gặp mày ở bệnh viện đó. Bích, có thiệt như vậy không? Hả? Ông đừng có ngậm máu phun người nha. Mày không tin hả? Tao dẫn mày đi tới chỗ ông thầy đó. Lần đó tại má của nó xin xỏ đủ thứ, con qua nó mới bỏ qua thôi. Anh Thành, anh tin em đi. Em không có hại mẹ con qua. Em không có bắt cóc đứa nhỏ đâu anh. Thôi đi, cô đừng có nói gì nữa hết á. Đúng là tôi chình lòng cô rồi. Anh Thành, anh Thành. Ông giỏi lắm. Chú xin lỗi con. Cái thứ như nó sao không bị quả báo, cứ nhẫn nhơ hại người. Bà Bảy Giao Lam, bà khai là chị hai còn bắt cóc con của chị Hoa hả chú Tư? Thằng Tốt nó bắt hụt bà. Chị nghe bà nói vậy thôi. Nếu công an bắt được bà thì đã có nhân chứng bắt được con nhỏ ác độc đó rồi. Nhưng mà dù công an không bắt được nó, chú cũng sẽ nói những chuyện xấu nó ra để cho mọi người biết. Con Hoa nó chết oan ức, chú phải đòi lại công bằng cho con Hoa chứ. Nếu thiệt con Bích nó dám làm chuyện ác như vậy, má sẽ không tha thứ cho nó đâu. Cháu của má nó tội tình gì chứ. Má cứ bình tĩnh đi. Trời ơi. Con nói thiệt với má đi, con có cho người bắt cóc con của con Hoa không? Hả? Dạ, con không có thiệt mà má. Má không tin con sao má? Mấy người đó đâu có ưa gì con đâu. Người ta vu oan giáo họa cho con đó má. Chị hai, chị tin em đi mà chị hai. Em không có làm đâu chị hai. Đúng đó má. Chắc tụi nó cai cú chuyện con Hoa cho nên muốn phá nhà mình thôi. Nếu vậy thì phải làm cho rõ ràng trắng đen. Để như vậy sẽ mang tiếng lắm. Dạ, con sẽ giải quyết em xuôi chuyện này. Má yên tâm đi. Anh Thành, anh đâu rồi hả má? Nó giận lắm. Một mình nó ở trong phòng nãy giờ đó. Dạ, để con vô với anh Thành nha má. Sao mà nhà mình không bao giờ được yên ổn vậy nè. Anh Thành, cô đi cho khuất bác tôi đi. Mình sẽ lý dị. Tôi không thể nào sống chung với một người đàn bà lòng dạ độc ác như cô. Anh ơi, anh tin em đi. Em không có làm thiệt mà. Im đi, đừng có ngụy biện nữa. Anh Thành, anh Thành, anh Thành. Chị hai, Vậy ăn miếng cháo đi chị hai. Để em đỡ chị vậy. Dựa vô đây. Chị ăn cháo nghe. Tôi không ăn hả? Tôi không ăn đâu. Chị đừng có lo, con Dân nó không sao hết á. Hồi sáng em vô là em thấy nó tươi tỉnh lắm. Con Dân thì tôi cũng tạm yên tâm rồi. Chỉ lo là lo con Bích thôi. Em nói chị nghe, con Bích nó cũng lanh lợi lắm. Em chắc thế nào nó cũng giải quyết được. Vậy nha, chị yên tâm. Đừng có lo nghĩ gì hết. Ráng tịnh dưỡng nha chị. Hồi sáng em đi chợ á, em có nghe người ta nói có ông thầy ở An Giang trị bệnh hay lắm, mà trị được bệnh tim đó chị. Để em kêu thằng Lân đi qua thử coi sao nghe chị. Thôi, khỏi đi. Mấy người đó lừa gạt người ta lấy tiền không à. Với lại tôi đâu có sợ chết đâu. Bây giờ chị cầu mong hai chị em nó sống vui vẻ hạnh phúc là mừng rồi. Má. Cô. Bích về rồi hả con? Chuyện con sao rồi? Anh Thành ảnh tin lời mấy người đó, đòi ly dị con rồi. Trời đất. Trời. Cô Út, con muốn nói chuyện đi với má con chút. Thôi được rồi. Để cô Út ra ngoài gọi điện thoại về nhà một chút. Hai má con nói chuyện đi. Má, bà Ba Sa với ông Tư Trê đã không giữ lời hứa, đã khai ra cái vụ thuốc sảy thai. Lần này anh Thành ảnh rất là giận con. Ảnh tin lời của họ, không nghe con giải thích gì hết. Má đã dặn rồi, sao con không nghe lời má? Cứ làm những cái chuyện thất đức làm chi vậy? Má tiếc vì đã dung túng cho con. Tất cả là tại con Qua đó. Nó muốn lấy thằng nhỏ ra để dây dưa với gia đình anh Thành. Con chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình con thôi. Con không thể mất anh Thành đâu má. Con của con cũng không thể mất cha. Má ơi, má giúp con lần này nha má. Con còn muốn gian dối đến bao giờ đây? Bây giờ má có nói thằng Thành nó cũng đâu có nghe. Anh Thành thì con đã có cách đối phó rồi. Chỉ còn vụ thầy Năm thôi. Thầy Năm... Con sẽ mời thầy Năm qua nhà mình. Má hãy nhận vụ thuốc sảy thai là má làm nha má.